Hãy đến với trungerstore.com nếu bạn đang có nhu cầu mua Robux. Ngoài ra thì shop còn có dịch vụ cày thuê, đặc biệt là mỗi con ạc Black Spruce thì chỉ có giá là 99.000 mà thôi. Xin chào tất cả các bạn, mình vừa biết được một cái lỗi bug rất là thú vị. Thì để dùng được cái lỗi bug này, đầu tiên thì bạn sẽ phải có cho mình đó chính là trái ác quỷ Buddha. Và cái thao tác cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần biến thành dạng Phật tổ, sau đó thì bạn sẽ lại tắt cái hình dạng này, đồng thời bấm thật nhanh vào melee hoặc là vũ khí. Lúc này thì thứ mà bạn đã bấm vào sẽ được thu to ra. Thì đây là một cái lỗi bug do trái ác quỷ Buddha và đã có từ rất lâu. Sau khi bắt thì các bạn cũng có thể thấy là cái melee của mình đã có tầm đánh rộng hơn và độ chính xác cao hơn rất nhiều. Cái lỗi bug này thì chủ yếu là giúp bạn giữ được cái tầm tấn công của trái Buddha khi ở dạng Phật tổ. Bạn có thể tận dụng cái lỗi bug này để farm rất tốt hoặc là PvP cũng rất là khó chịu. Và cái lỗi bug này sẽ mất đi nếu bạn chuyển qua một slot khác. Ở đây thì mình cũng có thể bắt kiếm to hơn và cái tầm đánh khi này thì rất là rộng luôn. Đây là một cái lỗi bug rất là bá và chắc chắn là admin sẽ fix nó vào một ngày không xa. Ok, và video của mình thì cũng chỉ đến đây thôi. Đừng quên like, đặc biệt là subscribe để giúp mình sớm lên được 20.000 sub nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.